Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy nha quý vị. 12 tây tháng 2 năm 2022 nha quý vị. Cái bonsai hôm nay là 181 nha quý vị. 9 cây 500 bao ship nha. 81 là 9 cây. Cái này là coi như bán cũng giống như mở hàng đầu năm rồi. Nhưng mà từ hổm gài mấy ngày nay tôi cũng bán được mấy trăm cây rồi nha quý vị. Bán cho mấy anh mối đó. Rồi. Bán giá hữu nghị cho quý vị chơi, những cái này có chưng cành đỡ hết trơn rồi nè. Cái này là tôi ép chậu rồi nha, về là nhét vô cái chung nhỏ xíu là chơi luôn nha quý vị. Đó, 81 ha. Rồi, 9 cây 500 nha. Anh nào có mua rồi hay chưa mua gì cũng chuyển khoản trước hết nha quý vị. Chuyển khoản hết nha quý vị. Nè, đó tôi cầm gõ trên cái bàn tay tôi quay cho quý vị coi hết luôn ha. Đó, tổng cộng là 9 cây nha. Đó. Rồi, 9 cây. Ép chậu hết chân luôn rồi ha. Rồi. Nè, nữa về ép vô đây nè. Đó, kiếm mấy cái chậu nhân cho này, cái này là tôi gọt sẵn hết trơn rồi, sống khỏe nhân răng hết rồi ha. Ép vô cái đây cái chơi. Nè, cái này cũng vậy nè, thấy không? Ép vô đây cái chơi nè, la lá cái tỉa tỉa tròn tròn vậy cái chơi ha. Rồi. 9 cây nha quý vị. Tỷ lệ rõ ràng hết trơn rồi ha nè. Số 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè. 6 nè. 7 nè, 8 nè, 9 nè. Rồi xuống luôn nha quý vị.